Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy xin dẫn các em toán lớp 6, bài số 7 chương 5 sách cánh diều nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, các em hay quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sau bài số 7 phép nhân phép chia số phần chương 52 đến chương 56. Giờ trước hết mình sẽ có một đơn vị đo chính là insert. Insert cái hiệu là in là tên của một đơn vị đo độ dài. Một insert thì sẽ bằng là 2,54 cm. Một chiếc tivi mà hình phẳng có độ dài đường chiếu là 52 inch. Như vậy khi mình mua một cái tivi, người ta nói tivi này là 52 inch, thì mình hiểu là độ dài đường chiếu của tivi này sẽ là 52 inch. Thì năm độ dài đường chiếu của màn hình tivi là bao nhiêu mét? Thì đổi từ inch qua cm thì mình sẽ lấy 52 nhân cho 2,54 là cho kết quả đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi này cho các em nhé. Độ dài đường chiếu của màn hình tivi là 52 inch này. Mình nhân cho 2,54 là ra kết quả đúng không? Giờ các em có thể sử dụng máy tính bấm cho nó nhanh nha. 52 mà sẽ nhân cho 2,54 thì bằng bao nhiêu? 132,08. 132,08. Đơn vị sẽ là cm đúng không? Bây giờ mình sẽ đổi đơn vị này qua mét luôn nha. Như vậy đổi từ cm qua mét thì mình nhớ là mình chia cho 100. Một số hợp phân chia 100 thì mình sẽ dịch chuyển dấu phải qua bên trái hai chữ số, như vậy dấu phải nằm đây. Có nghĩa là 1,3208 mét đúng này. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo một là mã phép nhân số hợp phân, số 1 nhỏ nhân hai số phân và đồng một đặc tính giờ tính tích 5,285 nhân cho 7,21. Ta hơn đặc tính giờ tính như sau. Như vậy mình sẽ đặc tính bình thường nha. Mình sẽ lấy số 1 nhân lên, số 2 nhân lên, giờ số 7 nhân lên. Được kết quả bao nhiêu thì mình thấy là số này có 3 chữ số bằng phân, số này có 2 chữ số bằng phân. Như vậy có tổng cộng 5 chữ số ở phần hợp phân, nên mà sẽ đặt dấu phẩy trước 5 chữ số. Như kết quả sẽ là 38,10485. Đúng rồi. Như vậy để nhân hai số hợp phân dương ta sẽ làm như sau. Bước 1, mình sẽ viết thừa số này phía dưới thừa số kia như đối với phép nhân số tự nhiên. Bước 2, thực hiện phép nhân như là các nhân các số tự nhiên. Bước 3, điểm xem trong phần hợp phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số do dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số từ phải qua trái. Ta nhận được tích cần tìm. Đúng rồi. Giờ cái phần này thì chương trình lớp 5 mình đã học rồi, nhân hai số hợp phân đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp phần số 2. Hoạt động 2, quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu khác dấu. Giờ cái phần này cũng học giờ nên thầy sẽ ôn lại cho các em thôi nha. Quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu. Nhân hai số nguyên dương thì chính là nhân hai số tự nhiên khác không. Còn nhân hai số nguyên âm thì mình bỏ hết dấu trừ đi, đúng không? Mình sẽ tính tích của hai số nguyên dương vừa nhận được là được. Đúng rồi. Còn nhân hai số nguyên khác dấu thì mình sẽ bỏ dấu trừ trước số âm, giữ nguyên số còn lại, tính tích của hai số nguyên dương vừa nhận được, sau đó thêm dấu trừ trước kết quả nhận được ở bước 2 là được. Đúng rồi. Giờ như giờ cho xong hoạt động 2 mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Như vậy là nhân hai số nguyên cùng dấu thì sẽ là ra số dương, còn nhân hai số nguyên khác dấu thì ra dấu âm thôi. Đúng rồi. Giờ tiếp theo, quy tắc nhân hai số hợp phân cùng dấu hoặc khác dấu cũng được thực hiện giống như quy tắc nhân hai số nguyên thôi. Đúng rồi. Mình sẽ quay ví dụ 1, tính tích
9,207 nhân cho 3,8. Như vậy đây tích của hai số nguyên âm thì sẽ ra số nguyên dương, nên bỏ hết dấu trừ đi. Giờ lấy hai số dương, phần dương của hai số này nhân nhau thì mình được là 34,986 sao, đúng không? Câu B tương tự. Âm 9,27 nhân cho 4,8. Tích của hai số nguyên khác dấu bằng dấu âm nên đẩy dấu trừ ra ngoài. Lấy hai phần dương của hai số đó nhân nhau. Kết quả là âm 44,496 nha. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu vực hành số 1 giống như ví dụ 1 ha. Mình sẽ làm câu A trước nha. 8,15 nhân cho âm 4,26. Như vậy tích của hai số nguyên khác dấu sẽ ra dấu âm đẩy dấu dích âm ra ngoài. Bên trong mình sẽ lấy phần dương của hai số đó nhân nha. 8,15 nhân cho 4,26 bằng bao nhiêu. Giờ như mình sẽ lấy hai số này nhân nha, mình sẽ sử dụng máy tính bấm cho nhanh nha. 8,15 mình sẽ nhân cho 4,26, đúng không? Kết quả là âm 34,719, đúng không? Giờ mình sẽ làm câu B luôn nha. Câu B tương tự, 19,427 nhân cho 1,8. Giờ đây là tích của hai số dương thôi, mình thực hiện phép nhân là được, đúng không? Giờ các em bấm máy xem kết quả bằng bao nhiêu nha. 19,427 nhân cho 1,8 bằng 34,968 sao, đúng không? Như vậy là mình xong câu vực hành số 1 nhé. Giờ câu vực hành số 1 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp phần số 2, tính chất của phép nhân số hợp phần nha. Giờ hoạt động 3, hãy nêu các tính chất của phép nhân số nguyên. Như vậy là trong phép nhân số nguyên thì mình có các tính chất gồm với tính chất giao quán, có nghĩa là A nhân B sẽ bằng B nhân A. Tính chất kết hợp A nhân B và tất cả nhân cho C thì bằng A nhân của tích của B nhân C. Tiếp theo là nhân với số 1, A nhân 1 sẽ bằng 1 nhân A của bằng A thôi. Đúng rồi. Tiếp theo là phần số 4. Mà sẽ nói về tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng nha. Như A nhân cho B cộng C thì bằng A nhân B cộng cho A nhân C, đúng không? Giờ tiếp theo, giống như là phép nhân số nguyên thì phép nhân số hợp phân cũng có tính chất giao quán kết hợp nhân với số 1 phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ nha. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp ví dụ 2, tính một cách hợp lý. Như vậy là câu A là 0,75 nhân 8. Như vậy số 8 thì mình có thể tách ra sẽ là 4 nhân 2. Còn 0,75 mình có thể tách ra là 3 nhân 0,25. Sau đó mình lấy 0,25 nhân 4 thì được là 1, đúng không? 3 nhân 2 bằng 6, 1 nhân 6 thì bằng 6 thôi, đúng không? Còn câu B, 7,63 nhân cho 21,15 cộng cho 7,63 nhân cho âm 121,15. Mình thấy ở đây có số 7,63, 7,63 giống nhau. Mình sẽ giúp 7,63 gia nhân làm nhân tử chung. Như vậy, lúc này xuất hiện cho ngoặc sẽ ở đây sẽ là 21,15 cộng cho âm 121,15. Giờ đây là phép cộng của hai số nguyên khác dấu, khi mình thấy phần tự nhiên của số âm lớn hơn nên mình sẽ giúp trừ ra ngoài, bên trong mình lấy số lớn trừ số nhỏ, đúng không? Kết quả là âm 100. Giờ số này nhân âm 100 sẽ là âm 767, đúng không?
Giờ bây giờ mình sẽ làm câu thực hành số 2. Mình sẽ làm giống như ví dụ 2 nhé. Giờ thầy sẽ làm câu thực hành số 2 như sau. Thầy sẽ làm phía dưới này cho các em xem nha. Câu A trước này. 0,25 nhân cho 12 bằng. Như vậy 0,25 mình sẽ viết lại. Mình sẽ tách 12 ra chính là 4 nhân 3. Tại sao mình phải tách như vậy? Vì mình thấy là 0,25 nhân 4 sẽ bằng 1 đúng không? Và bây giờ mình không mình lấy 0,25 nhân 4 thì được 1. 1 nhân 3 thì 1 bằng đúng không? Như vậy là nó rất là nhanh. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Như vậy ở đây mình sẽ nhóm lại trước nha. Mình sẽ khi một bước nữa. Chỗ này thì mình sẽ nhóm lại được chính là 0,25 nhân cho 4 mình sẽ nhóm lại đúng không? Nhân 3 sao? Như vậy là bằng 1 nhân 3 thì bằng bằng 3 thôi, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm câu B, mình sẽ viết lại cái đề trước nha. 0,125 nhân cho 14 nhân cho 36. Bây giờ mình sẽ tách ra sao cho có những số mà nhân nhau sẽ thành thành số chồng. Đúng rồi. Như vậy là 0,125 viết lại. Mình sẽ tách ra 14 mình tách ra là 2 nhân 7. 36 mình tách ra là 4 nhân 9. Giờ bây giờ mình sẽ làm thành hai nhóm nha. 0,125 viết lại. Mình sẽ nhóm 2 với 4 lại. Và mình sẽ nhóm 7 với 9 lại. Giờ 0,125 viết lại nha. 2 x 4 thì bằng 8 đúng không? 7 x 9 là 63. Giờ mình sẽ làm thành một nhóm nữa là 0,125 nhân với 8 thành một nhóm. Giờ 63 viết lại. Mình thấy là 0,125 nhân 8 thì sẽ được là 1. 1 nhân 63 thì bằng 63. Được nè. Như vậy là mình xong câu thực hành số 2 nhé. Giờ câu thực hành số 2 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nha. Ở đây ở chỗ ở bước này thì mình sẽ tách ra như thế nào cho xuất hiện những cái số mà khi nhân với nhau thì thành một số mà số đó nhân với 0,125 sẽ là tròn đơn vị đúng không? Thì mình sẽ tách ra để cho số nó tròn mà sẽ dễ tính hơn đúng không? Tiếp theo mình sẽ qua tiếp phần 2 la mã nhé. Phần 2 la mã mình sẽ học phép chia số hợp phần và động 4 đặc tính để tính 247,68 chia cho 144. Tác hình đặc tính giờ tính như sau. Giờ cái phần chia hợp phần này thì mình cũng đã học ở phần lớp 5. Ở đây mình sẽ ôn lại thôi nhé. Như vậy trước hết mình sẽ lấy 247 chia cho 144 khi được 1. 1 mình sẽ nhân với 144 khi bằng 144. Mình sẽ lấy 247 trừ 144 thì còn lại là 1/3. Giờ ở đây mình thấy cái dấu phẩy mà. Mình sẽ đem dấu phẩy này qua bên đây. Đúng này. Hạ số 6 xuống mình sẽ chia tiếp. Đúng này. Giờ lúc này mình sẽ được là 1036. Mình sẽ chia cho 144 thì được là 7. 7 nhân cho 144 thì được là 1008. Mình sẽ lấy số này trừ cho 1008 thì được là 288. Thì được là 28. Đúng này. Mình sẽ viết số 28 phía dưới này. Hạ số 8 xuống để được hay là 288. 288 mình sẽ chia tiếp cho 144 thì được là 2. 2 nhân cho 144 thì bằng là 288. 288 trừ cho 288 bằng 0. Đúng rồi. Ở đây người ta ghi cách chia cho mình luôn. Đó là cách mình đã học đúng không? Thực hiện phép chia thôi.
Đó là mình đặt tính giờ chia nhé. Còn nếu mình muốn tính nhanh thì mình có thể lấy máy tính và bấm là ra kết quả không? Được này. Giờ thầy sẽ nhắc chỗ này là một lần nữa cho các em hiểu nhé. Trước hết là lấy 247 chia 144 được 1. 1 mà sẽ nhân 144 thì được 144. 247 trừ cho 144 thì được là 107. Giờ dấu phẩy nền mà sẽ viết qua bên đây. Đúng này. Hạ số 6 xuống thì mình được là 1036. Chia cho 144 thì được 7. 7 mình sẽ nhân cho 144 thì được là 1088. Mình sẽ là 1036 trừ cho 1008 thì được là 28. Hạ số 8 xuống được là 288. 288 chia cho 144 thì được là 2. 2 nhân cho 144 thì được 288. 288 trừ 288 bằng 0. Được này. Như kết quả sẽ là 1772 nha. Được này. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp hoạt động 5. Đặt tính để tính hương 3,311,01 chia cho 0,3. Ta hương đặt tính và tính như sau. Mình thấy là cái số chia có một chữ xuất bằng hợp phân. Đúng này. Như vậy là mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia qua bên phải một chữ số và mình gạch bỏ đi. Như vậy có nghĩa mình suy nghĩ là mình sẽ lấy 3,110,1 chia cho 3. Đúng này. Giờ sau đó mình sẽ chia bình thường thôi. Thì ra kết quả sẽ là 1036,7. Đúng này. Như vậy mình trước hết mình sẽ lấy 3 chia 3 được 1. Đúng này. Giờ hạ 1 xuống này. 1 chia 3 không được, lấy số 0. Hạ tiếp số 1 xuống. 11 chia 3 thì được là 3. 3 x 3 là 9. 11 chia 9 thì được 2. Hạ số 0 đúng là 20. 20 chia 3 được 6. 6 x 3 là 18. 20 chia 18 được 2. Giờ phải mình sẽ quyết quanh đây. Sau đó mình hạ số 1 xuống mình được 21. 21 chia 3 được 7. 7 x 3 21, 21 trừ 21 bằng 0, đúng không? Như kết quả phép chia là 1036,7 nhé. Giờ tiếp theo, như vậy để chia số hợp phân dương, ta sẽ làm như sau. Số chia có bao nhiêu chữ số, số chia có bao nhiêu chữ số mà sao dấu phẩy, thì ta chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Nếu số bị chia không đủ vị trí để chuyển dấu phẩy thì ta điền thêm những số không ở bên phải của số đó nha. Bỏ đi dấu phẩy ở số chia, ta nhận được một số dương. Đem số nhận được ở bước 1 chia cho số dương nhận được ở bước 2, ta có hương cạnh tịch. Giờ tiếp theo là ví dụ 3 đặt tính như tính hương. Giờ ví dụ 3 người ta cũng dạy cho mình luôn nha. Như vậy ở đây mình sẽ có là 8,446 chia cho 4,12. Mình sẽ đặt tính vào tính. Sau đó mình thấy là số chia có hai chữ số bằng phân, nên mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy qua bên đây hai chữ số, đồng thời bỏ dấu phẩy bên đây, bỏ dấu phẩy cũ đi. Có nghĩa mình sẽ lấy 844,6 chia cho 412 được này. Giờ trước hết là 844 chia cho 412 được 2 được này. Giờ sau đó mình sẽ lấy 2 nhân cho 412 thì được là 824. 844 trừ cho 824 được 20. Dấu phẩy mình quyết quanh đây. Hạ số 6 xuống thì mình sẽ được là 206. 206 chia cho 412. Số này nhỏ hơn chắc chắn là 0. Giờ sau đó mình hạ thêm số 0 bên phải mình chia tiếp. Thêm số 0 thì lúc này mình sẽ được là 2060 chia cho 412 được 5. 5 nhân cho 412 thì được là 2060. 2060 trừ nhau sẽ bằng 0. Như kết quả phép chia sẽ là 2,05. Đúng không? Giờ tương tự câu B mình cũng làm tương tự. 5,4 chia cho 0,027. Mình thấy là số chia sẽ có 3 chữ số hợp phân. Đúng này. Nên mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy qua bên phải 3 chữ số nha. Nếu mà không đủ chữ số để chuyển thì mình sẽ khiêm số 0. Mình thấy là số 4 thì có 1 chữ số, mình khiêm 2 số 0 nữa. Đúng này. Giờ sau đó bỏ 2 dấu phẩy đi, mình sẽ chia bình thường. Có nghĩa là mình sẽ lấy 5,400 chia cho 27. Kết quả là 200. Đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu hoạt động 6. Nếu quy tắc chia hai số nguyên cùng dấu hoặc khác dấu trong trường hợp phép chia hết. Giờ phần này mình sẽ ôn lại hơn nhé, vì mình đã học rồi. Quy tắc chia hai số nguyên cùng dấu. Nếu hai số là hai số nguyên dương thì ta thực hiện chia như hai số tự nhiên mình khác không.
Nếu hai số là số nguyên âm thì bỏ hết dấu trừ đi. Đúng rồi. Chứa mỗi số và tính hương của phép chia, số nguyên dương vừa nhận được là được. Còn chia hai số nguyên mà khác dấu thì mình sẽ bỏ dấu trừ trước cái số nguyên âm, giữ nguyên số nguyên dương còn lại. Sau đó tính hương của hai số dương, nguyên dương vừa nhận được, thêm dấu trừ trước kết quả nhận được là được. Đúng rồi. Có nghĩa là chia hai số cùng dấu sẽ ra dấu dương, còn hai số mà khác dấu sẽ dấu dấu âm. Đúng rồi. Giờ tiếp theo, quy tắc chia hai số hợp phân cùng dấu khác dấu cũng được thực hiện giống như quy tắc chia hai số nguyên thôi, đúng không? Mình sẽ qua tiếp phần ví dụ 4, tính hương. Như vậy là âm 8,446 chia cho âm 4,12. Như vậy đây là phép chia của hai số nguyên âm, thì mình bỏ hết dấu trừ đi, mình lấy phần hai cái phần dương chia nhau là được, đúng không? Như kết quả là 2,05. Còn câu B là âm 5,4 chia cho 0,027. Đây là phép chia của hai số nguyên khác dấu, kết quả mình dấu âm đẩy dấu trừ ra ngoài, bên trong là hai cái số số dương chia nhau là được, đúng không? Kết quả là âm 200. Bây giờ mình sẽ làm câu thực hành số 3 giống như ví dụ 4 nhé. Mình sẽ làm câu này chứ. Mình sẽ viết lại cái đề. Âm 17,01 chia cho âm 12,15 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ tích của hai số nguyên âm sẽ ra số dương nên bỏ hết dấu trừ đi. Mình sẽ lấy 17,01. Mình sẽ chia cho 12,15 là được rồi. Giờ các em sử dụng máy tính bấm cho nhanh nha. 17,01 mình sẽ chia cho 12,15 sẽ bằng bao nhiêu? Kết quả là 1,4, đúng không? Giờ câu B mình sẽ làm tương tự nha. Trước hết quyết là cái đề này. Âm 15,175 chia cho 12,14. Giờ đây là tích, đây là hương của hai số nguyên khác dấu, kết quả mình dấu âm đẩy dấu trừ. Yeah. Bên trong mình sẽ lấy hai cái phần dương chia nha. 15,175 chia cho 12,14 là được. Đúng không? Như vậy kết quả là âm bao nhiêu? Giờ mình sử dụng máy tính bấm cho nhanh nhé. Như vậy kết quả là âm 1,25, đúng không? Như vậy là mình xong câu thực hành số 3 nhé. Giờ câu thực hành số 3 các em là có kết quả giống thầy. Các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nhé. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em khá giảng vậy thì bấm hết và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp. Và các bạn bè hãy sớm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Và em lại cho đăng ký kênh thầy Liêm thì các em đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.